tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Ben. Thì kênh của Ben là một kênh chuyên chia sẻ về công thức nấu ăn, review ẩm thực và du lịch. Thì hiện tại Ben đang ở Paris và Ben đang đi tham quan một cái chợ. Thì trên đường đi Ben thấy rất là nhiều nhà hàng Việt Nam và nhà hàng Thái, nên các bạn cũng không lo lắng khi qua đây du lịch mà không có gì ăn mọi người nha. Đây đồ Việt Nam nhiều mọi người, đi đâu thấy cũng có đồ Việt Nam nhiều lắm luôn. Nướng bò. Nướng bò nhưng nó là cái bún thịt nướng. Ông bò nướng nó để tôi có phải không? Vô kêu con tô ăn không biết liền gì. Thế tìm cái nào làm thử con tô bún bò ở đây thì coi nó ra làm sao. Đây có một cái quán Việt Nam mà đồ chay à. Thấy Việt Nam mình các bạn mà nấu đồ chay á, các bạn cứ hay mặc cảm, cứ tự ti là mình không phải là không quan trọng nha. Thật sự bây giờ cái xu hướng bây giờ ta ăn chay rất là nhiều nha mọi người. Nên bạn nào mà có thế mạnh nấu chay thì cứ tiếp tục phát huy đi nha. Bạn thấy đồ chay bây giờ là ấy, nhưng mà phát huy theo chiều hướng chiều sâu nha, chứ là đừng có kiểu như là nấu theo kiểu Việt Nam quá. Nó phải có cái fusion ở ngoài, xài mấy nguyên liệu ở ngoài, nước ngoài nhiều tí xíu. Giống như xài mấy cái loại couscous hay là quinoa, là mấy cái loại rau rồi mấy rau củ nước ngoài này kia, cách nấu cũng vậy luôn thì các bạn sẽ phát triển rất là cao. Bây giờ thì bạn thấy cái cổng chợ rồi mọi người. Ở dưới đây thì Ben có để cái bản đồ á, để cho mọi người có đi tìm cho nó dễ. Các bạn thấy đường vào chợ không? Nhìn rất là cổ kính và rất là sạch sẽ mọi người. Đường rất là sạch và không khí rất là dễ chịu. Nhiệt độ lúc này thì khoảng 13-14 độ C mọi người nha. Mọi người thấy đường rất là sạch sẽ không? Rồi, vừa mới nói đường sạch cái có cái bao nhiêu lông bay ngang qua. Chắc do sự cố thôi chứ bạn thấy nhìn chung rất là sạch sẽ. Như mọi người cũng biết thì Pháp rất là nổi tiếng với những dòng bánh ngọt và những loại bánh mì truyền thống. Này chó Tây Tạng quá trời. Biết phải không? Ẩm thực Pháp thì luôn luôn nằm trong top 10 của ẩm thực thú vị và ngon trên thế giới mọi người. Macaron. Mấy đây mấy tiệm bakery rất là nhiều, đi dọc cái xíu mà có mấy tiệm. Bánh mì chi phô mai, salad potato wedge. Đây là một số loại nấm rừng của Pháp. Thì những loại nấm rừng này mùi nó rất là mặn. Dầu tươi luôn mọi người. Các bạn mấy tiệm mà cheese này. Mai 5 loại mà có 9 đồng mấy. À, 5 loại mà có 9 đồng rưỡi. Đấy, công tê 19 ký, 19 euro ký. Mấy loại là Gucci nè. Gouda này ngon rồi mọi người. Cái loại mình thử rồi, rất là ngon. Đúng rồi, chị Adam. Chị Pháp rồi, chị Camembert thì quá phổ biến rồi. Đây Goat Cheese, cái dòng Goat Cheese. Nhân này ngon. Cái dòng blue này ngon rồi. Nó sốt xíu. Không có nặng mùi nha. Chạy ăn. Chất là Guinness. Cái
mấy loại sò sụn. Cheese, bakery rồi đúng không? Này có nấm rồi. Nấm này mắc này Dũng, 29 đô/ký luôn. Piccolo. Là nấm Fusini mọi người nha. Ở Việt Nam mình thì không có nấm tươi nhưng mà có mua các loại nấm khô á. Rau củ rất là tươi ngon. Nho hồng, cái này chắc phải lát nữa ra phải mua một ít về ăn thử. Hay lâm tomato, baby tomato. Rồi lũ bự ra luôn. Bơ ngon, rau củ đúng luôn, cũng ngon luôn. Tôm, hải sản, ốc. Ồ, hồi đẹp. Lăng hồ sư. À, tiệm bánh này thì đã có từ thập kỷ thứ 15 rồi mọi người nha. Bên đã có làm video clip trước đó rồi. Nếu các bạn muốn xem video clip chi tiết về tiệm bánh này thì các bạn hãy theo đường link phía bên dưới nha. Bây giờ thì Ben cũng đi nhanh để cho video clip không bị trùng lặp lại. Sao các bạn cứ đứng đợi cũng 4-5 phút để tính tiền á. Nhưng mà kiểu như văn hóa giống Việt Nam, cứ mua bánh xong trả tiền xong đi. Ý là mình đợi là để các bạn này hỏi mình có cần mua gì không á. Mình cứ nghĩ vậy thôi chứ đâu biết là như vậy đâu. Bạn này thì nhìn có vẻ như là lớn tuổi, nhưng mà thực sự tuổi người ta khoảng 18-20 thôi nha. Ở nước ngoài thì bạn làm việc mình thấy rất là nhiều bạn nhìn lớn lắm, nhìn khoảng ba mấy á, mà thực sự mới 18 tuổi à. Chim nó xuống nè, nó ăn nè. Cái bột bánh mì mình đang bị rớt á. Ở Pháp thì nổi tiếng với rất là nhiều nhà hàng, cà phê và bánh bakery rồi những cái shop giống như vậy. Nhìn rất là đặc trưng. Bây giờ thì Ben cũng xin kết thúc video clip ở đây luôn nha. Nếu mọi người mà thấy thích video clip này thì hãy nhớ like ủng hộ kênh của Ben nha. Để Ben có nhiều động lực ra nhiều video hơn. Bây giờ mình xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye.